chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kiểm Tra nha. Hôm nay thì ba chú cháu mình sẽ thực hiện một cuộc thi đầy thử thách và cam go nha. Mời mọi người theo dõi nha. Các bạn có cần khởi động trước không? Cần, trước khi thi mà không biết thi cái gì để khởi động đi. Bây giờ Nạnh Hai lấy khởi động nha. Khởi động trước đi, cho giãn cơ thể. Khởi động trước đi, cho giãn cơ thể. Cái bắp gói này nè cha. Cái bắp gói. Mấy bạn nhỏ dạy rồi khởi động sao? Cho nóng cơ thể ha, làm nóng cơ thể. Mấy bạn nhỏ dạy rồi khởi động sao? Cho nóng cơ thể ha, làm nóng cơ thể. Cái đó tới đây chưa xuống kia tính. Rồi bước em, các bạn nhỏ em nè. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào cuộc thi. Em các bạn nhỏ em đây, chúc cổ vũ đội nha. Các bạn nhỏ bắt đội gà nào thì cổ vũ nha. Em các bạn ơi. Rồi mình đi chứ mình té không dịch quá. Mà thi gì mà xuống sông? Thi gì nè? Thi gì mà xuống sông thì cô tôi ban tổ chức. Cuộc thi bơi lội. Làm mố quá trời luôn. Làm mố quá trời. Cameraman thử thách Kiểm Tra và hai đứa cháu của Kiểm Tra bơi lội nha cả nhà. Mình mời cả nhà đón xem nha. Bơi lội là thử thách, mình làm gì ban tổ chức. Phần thưởng của mình là một tấm tiền và hiện vật. Phần thưởng để sao không biết nha. Bây giờ nội quy thi mình làm gì? Các bạn im con, các bạn bơi qua tới bờ sông bên kia, các bạn thấy lục bình thì cứ nắm lục bình rồi. Cứ nắm lục bình rồi. Trời ơi, bạn nhỏ đã chiến thắng rồi. Bạn nhỏ đã đỡ giờ tới gì? Chàng ơi, ơi. Tôi mới bắt đầu mà. Tôi nói thiệt, tôi chưa có nói bắt đầu nghỉ chân. Nó không một cái nào luôn à. Chưa nói bắt đầu nghỉ chân. Cái này là... Nhưng bạn đã thua cuộc rồi bạn ơi. Chỉ là làm nóng cơ thể thôi. Bây giờ bắt đầu. Xin lỗi thấy lại đây. Khoan. Chưa vậy. À, bạn Kiểm Tra Vlog chưa hài lòng với phần thi vừa qua cả nhà ơi. Bây giờ chưa nói bắt đầu mà mới khởi động cơ thể à. Bây giờ mình nói rõ cái phần thi, cái thể lợi thi rồi mình nói bắt đầu các bạn hả thực hiện nha. Các bạn đứng vào vị trí hết đi. Đứng vào vị trí. Quay mặt lại ban tổ chức nè. Chuẩn bị nha. Phần thi như thế nào? Đứng thẳng thớm đàng hoàng đi nha. Đứng thẳng lên. Phần thi như thế này nè, cái quy định của ban tổ chức đưa ra là các bạn bơi qua tới bờ bên sông bên kia, các bạn lấy cho mình một cái lá lục bình đi rồi các bạn đảo về. Ai về đích trước thì người đó sẽ chiến thắng nha. Dễ ạc. Rồi quay lại, chuẩn bị. Chưa. Khi nào mình nói bắt đầu các bạn hãy thực hiện nha. Go!
Tao kiếm cơ quá mà luôn rồi. Quá mệt. Tao lấy công luôn rồi. Nhận giải. Đại nghị ban tổ chức trao giải. Mắc cười quá cả nhà ơi. Bữa đó mình với Kiểm Ca thi, Kiểm Ca đã chiến thắng mình, cười rất là vui vẻ luôn. Bữa nay Kiểm Ca đã chiến bại rồi. Phần thưởng hôm nay thì nó khác hơn phần thưởng của mình với Kiểm Ca thi nha. Phần thưởng hôm nay thì có tiền và hiện vật. Đây, một trái cắp và 200 ngàn. Đây, một trái cắp và 200 ngàn. Người thua cuộc rồi nghe các bạn. Bạn Kiểm Ca bữa nay đã chiến bại rồi cả nhà ơi. Dạ, anh Mập Đạt cũng thua cuộc quá. Bạn sao mình kết thúc cuộc chiến đầy cam go và thử thách quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm trên đời. Bạn cứ ăn mừng coi, được trái cắp quá ngon. Quá trời chua. Anh cuộc chiến đến đây đã kết thúc cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà cuộc chiến như thế nào. Bye bye mọi người.